Bài con vẹt là tốt bụng này chính là cái bài thi vòng sơ khảo quốc gia vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh cái bài này nó rất là giống bài hôm trước chúng ta đã làm, nó vào loại tương đối khó nhé. Để các bạn có muốn là thầy cùng các bạn làm bài này không, làm bài này nhé. Chúng ta lại làm lại một lần nữa cái bài này thật thiết kế thì cẩn thận từ đầu đến cuối xem nó như thế nào nhé. Giờ muốn làm thì chúng ta phải là một, chúng ta phải đọc kỹ kịch bản, đọc cẩn thận kịch bản. Sau đó chúng ta sẽ thiết kế nhân vật, thiết kế các cái biến nhớ. Sau đó chúng ta sẽ lên được phác thảo cái sơ đồ chung của chương trình. Sau đó chúng ta sẽ lập trình cho từng nhân vật một để cho nó thỏa mãn cái kịch bản này nhé. Đấy, nhưng mà kịch bản là như sau nhá. Tức là chúng ta có hai nhân vật chính là con vẹt và các con bướm nhỏ đấy. Thì ban đầu vẹt thì vị trí tâm màn hình, chúng ta bấm phím space thì bắt đầu chương trình và vẹt sẽ luôn vỗ cánh. Chúng ta chú ý như sẽ luôn vỗ cánh liên tục suốt cả trò chơi cho đến khi kết thúc là trong 2 phút. Thật là khi kết thúc rồi thì vẹt vẫn là luôn là làm vỗ cánh. Được rồi, thì như sau nhé, cái bản là như thế này này. Phía trên màn hình sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các con bướm nhỏ muốn bay qua màn hình. Con bướm nhỏ này sẽ xuất hiện hoặc từ bên trái hoặc từ bên phải, chúng ta chú ý nhé, hoặc bên trái hoặc bên phải màn hình và sẽ cố bay sang bên kia. Nhưng vì chúng rất là nhỏ cho nên chúng không thể bay qua được màn hình. Tất cả các con bướm này khi bay quá nửa màn hình, ở đây họ không rõ là bao nhiêu, nhưng quá nó sẽ bay với các vận tốc khác nhau, và khi bay quá nửa màn hình rơi xuống đất thì bị chết và biến mất. Đó, chúng ta phải lập trình những con bướm là như vậy. Thì chắc chắn là con bướm này là phải dùng clone rồi. Như vậy là các con bướm là xuất hiện một cách ngẫu nhiên hoặc từ bên phải hoặc từ bên trái. Từ bên phải thì sẽ bay về phía trái, hoặc xuất hiện từ bên trái thì bay sang bên phải, và bay với cái vận tốc là cái cho là nó là ngẫu nhiên đi. Nhưng mà chú ý cái điều kiện đầu bài là sẽ chỉ bay được quá nửa một chút thôi là nó bị rơi xuống, và khi rơi xuống thì rơi xuống đất là nó sẽ bị chết. Đó là phần con bướm nhé. Con vẹt thì là rất thương con bướm cho nên vẹt sẽ là bay đến từng con bướm một, và khi đến gặp con bướm nào thì nó quặp chân. Chú ý cái từ nhớ là cái từ nó quặp chân là con bướm, chúng ta chú ý cái từ đó, quặp chân con bướm, và lập tức là từ từ đưa xuống đất, quặp vào thì từ từ đưa xuống đất và thả ra thì bướm nó sẽ đi ngang như đất, nó không bay lên nữa mà nó sống, nó không phải chết nữa. Đó, chúng ta phải điều khiển con vẹt bằng cách là nháy chuột. Thì nháy ở đâu thì vẹt sẽ di chuyển về phía con trỏ chuột tới đó, nhưng vẹt luôn là đi ngang, và chúng ta sẽ nháy chuột để điều khiển con vẹt để bay về phía một con bướm. Khi mà vẹt mà bắt được bướm thì con vẹt sẽ bay từ từ xuống đất. Chú ý là phải bay từ, không không được bay nhanh, bay nhanh thì coi như là bướm nó bị chết. Bay từ xuống và thả ra, khi thả ra thì bướm sẽ nằm im ở trên mặt đất. Chúng ta có thể lập trình cho hay nữa là khi mà vẹt mà thả ra thì bướm bướm vẫn di chuyển dọc trên chiều ngang của mặt đất như vậy, được chưa? Rồi, và chú ý là tại một thời điểm sẽ chỉ có là một con Làm vẹt, như vui đấy vậy. tại một thời điểm mèo chỉ có thể vẹt chỉ có thể là bắt được một con bướm thôi, không được bắt được cùng lúc hai con bướm. Như vậy cái bài này nó giống cái bài hôm trước đấy, nó có cái điều kiện là chỉ một thời điểm chỉ có thể là bắt được một con bướm thôi nhá. Dạ, ID 985 Và như vậy là hết hai 985 hết hai hết 7 chiếc hết hai giây 985 7 chiếc hết hết hai 18 thì985 sẽ 7 tôi chiếc dừng lại nhé. 18 20 77 Bạn nào im lặng đừng nói nhé. Bây giờ thầy với các bạn chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé, cùng nhau làm cái thiết kế này, nó giống như cái bài bài hôm trước thôi. Thầy sẽ làm thật chậm cho các bạn cùng làm cùng xem. Nhưng mà chúng ta không cần mèo mà chúng ta cần hai con, một là con vẹt nhá. Đây con vẹt đây này, chúng ta cần con vẹt
Đây con vẹt đây. Đấy, con parrot đây nhá. Chúng ta cho nó nhỏ lại, không để to này, chúng ta để cho nó bé lại thôi. Như là để 60 nhé. Đấy, thế này là vừa này. Đó. Vì chúng ta đi thêm một con nữa là con bướm nhá. Con bướm đây. Con bướm đây thì nhìn rất là rõ đây rồi. Nó vừa vặn đây. Bướm cho nó nhỏ lại nữa đi. Con bướm cho nó bé bé lại. Đấy, thế này là vừa nhá. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ mặt đất ở dưới này. Chỗ đây là mặt đất đây. Chúng ta sẽ vẽ, chúng ta xác định cái mặt đất như nào. Chúng ta vào sân khấu và chúng ta sẽ vẽ mặt đất nhá. Đây. Chúng ta sẽ cách nào chúng ta phải vẽ mặt đất thôi. Chúng ta dùng cái này hoặc là dùng cái đường thẳng này hoặc là dùng cái tùy chúng ta nhé. Hồi thầy dùng cái này. Chúng ta dùng vẽ cái mặt đất. Đấy, mặt đất màu xanh nhé. Đấy, còn kia online gọi là chúng ta cứ vẽ không cùng chồng rồi. Chúng ta sẽ vẽ ở dưới này. Đấy. Được chưa? Đó, thì như vậy chúng ta vẽ mặt đất nhá. Rồi. Thì cái chỗ này tọa độ của nó là bao nhiêu chúng ta sẽ kiểm tra được rồi. Chúng ta không quan trọng nên con mèo con này nó ở chỗ này nhé. Thì là mặt đất nó khoảng mặt đất của nó là cỡ là âm 120 trừ 120 được chưa? Đấy. Rồi. Như vậy chúng ta thiết kế xong được các cái hình ảnh của con bướm đấy nhỉ, con vẹt nhé. Chúng ta chú ý là con bài này là yêu cầu là vẹt là phải quắp lấy con bướm. Đó, thì như phải có động tác là bướm sẽ phải dính vào, bướm sẽ phải dính chặt vào con vẹt. Đấy, thì khi bướm mà dính chặt vào vị trí chân thì chúng ta phải đổi lại tâm của con vẹt. Yeah, tâm này. Hiện nay tâm của con này không không phải là ở tâm của nó không phải ở đây mà tâm của nó lại ở chỗ khác, cho nên chúng ta phải chú ý. Chúng ta phải đây chúng ta phải đánh dấu, chúng ta phải để tâm vào đây này. Tâm vào nâng tâm vào cái chân này nhá. Chúng ta đến đâu hai con này. Đấy, hai con nhá. Chúng ta phải chỉnh trở lại như sau, cả hai con. Chúng ta đều phải đây. Chúng ta đều phải chỉnh lại cho tâm của nó này, để tâm vào này. Tâm vào chỗ này này. Đấy, tâm vào cái chân nhá. Đó, chân của con lần này. Để khi mà vào giữa hai chân để nó mô tả là chính xác cái chuyện là con vẹt sẽ quắp dùng chân quắp con bướm. Đấy, như vậy là hình một hình nhé, hình thứ hai này, hình thứ hai cũng vậy, chúng ta sẽ mô tả chân lên đây. À, chân lên chỗ này được chưa. Đấy, như vậy là bây giờ chúng ta đã mô tả được con vẹt là đúng rồi nhé. Đấy, như vậy là con vẹt đúng rồi nhé. Con bướm này là đúng rồi này. Nhỏ này thì nó thậm chí nhỏ hơn nữa cũng được. Hơn nữa cũng được. Nó rơi vào đây nhé. Đấy. Như vậy là bướm sẽ xuất hiện ở bên trái, không từ bên phải. Bay xa nhé. Chúng ta có thể lập trình độc lập cho vẹt và cho bướm nhé. Rồi, thì chúng ta cùng nhau làm này. À, chúng ta cần có một cái biến nhớ để thông báo là số lượng con bướm đã được cứu nhé. Thì đây chúng ta sẽ tạo một cái thông số, cái biến số để hiện trên màn hình thông báo cái số lượng con chim đã được cứu nhé. Hay là chim nhé, hay là bướm, chim con, chúng tôi chim con nhé, chim con. Đấy. Thì ta để ở đây này, chúng ta có thể không cần chúng ta để là dạng lấy gì này. Đó, thì để mô tả mô tả khi mà hết thời gian chơi thì máy nó hiện ra để có bao nhiêu con bướm đã được cứu ở chỗ này. Ai mà bạn nào chơi mà cứu được nhiều bướm nhất thì người đó thắng. Được chưa? Rồi thì chúng ta bắt đầu chúng ta lập bài lập trình, chúng ta lập trình lần lượt thôi nhé. Thì đầu tiên thầy lập trình trước cho con vẹt trước nhé, cho nó dễ. Thì ban đầu vẹt nằm ở tâm màn hình, chúng ta lập trình cho vẹt trước đây. Đây. Đây nhé. Khi chúng ta bắt đầu chơi, khi bấm vào cái là click lá cờ thì chúng ta cho vẹt nằm ở giữa màn hình. Chúng ta dùng cái lệnh này là 00 nằm giữa màn hình nhé. Đấy. Rồi. Sau đó mà khi mà bắt đầu trò chơi, chúng ta dùng cái sân khấu nhé, sân khấu này. Khi mà người dùng bấm phím space
thì gửi thông điệp start để bắt đầu trò chơi. Thông thường là bao giờ sân khấu cũng là cái nơi mà gửi, là cái nơi mà điều khiển chung của toàn hệ thống. Chúng ta dùng cái lệnh là gửi thông điệp là start. Start nha. Start. Chúng ta thích lập các cái biến nhớ sau nhé. Đó. Đấy. Thì khi bắt đầu chơi, con vẹt khi nhận thông điệp start thì con vẹt bắt đầu. Đấy. Gửi thông điệp start. Thì chúng ta sẽ luôn luôn cho vẹt là làm cho vẹt là trong vòng lặp là vĩnh viễn đi, là nó sẽ luôn luôn là cho nó away. Ví dụ như đây là 0 chấm, ta sẽ kiểm tra sau cái này nhé. Dùng cái lệnh này để chúng ta cho vẹt nó next question. Đó. Luôn chúng ta thử làm thử nhé. Ấy quá, không cần nhận chậm quá, ta để cho thằng này là 1 vậy. Đấy, cái này là hợp lý rồi nhé. Đấy, như vậy là chờ 0.1 thời gian, do 0.1 giây tùy chúng ta đây mà. Tôi thử cái thay thử là thì thử là 0.2 cho nó nhỉ, có chậm hơn không nhỉ? 0.2. Cũng được đúng không nào? 0.2 cũng là hợp lý. Như vậy là vẹt tôi luôn là lập cuộc anh như này, và chúng ta sẽ click chuột để nó để điều khiển. Được chưa? Thì đầu bài là gì? Đầu bài của chúng ta là gì? Thì đầu bài là đây. Người chơi sẽ điều khiển vẹt như sau, nháy chuột trên màn hình. Vẹt sẽ hướng về phía con trỏ chuột và bay về hướng đó một đoạn ngắn. Chúng ta sẽ bấm liên tục mà. Thì cứ lần mỗi lần mà con chúng ta hiểu là khi con nháy chuột thì vẹt sẽ hướng về phía chuột và bay về phía đó là 10 bước chẳng hạn. Rồi, chúng ta điều khiển nó nhé. Thì chúng ta đặt lại chế độ là vẹt luôn bay ngang. Chúng ta đặt chế độ là vẹt là gì? Vẹt của chúng ta luôn là xoay theo chiều ngang, dùng lệnh này nhé. Đây. Đặt chế độ là luôn là phải trái. Rồi, bây giờ chúng ta điều khiển cái đó nhé. Điều khiển cái lệnh là điều khiển cái chuyện là khi mà chúng ta nháy chuột thì nhé, thì mèo thì nháy chuột thì khi chúng ta nháy chuột điều khiển thì vẹt sẽ luôn luôn bay về hướng. Rồi, thì bây giờ chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ điều khiển như này nhá. Được rồi, chúng ta sẽ điều khiển sau thời gian 2 phút thì trò chơi dừng lại, thì khi đó các cái con bướm không bay ra bên ngoài, nó không bay nữa, và lúc bây giờ con bướm phía dưới vẫn còn nhưng bướm ở phía trên thì không còn nữa. Cho chúng ta sẽ dùng cái biến nhớ thời gian để thiết kế cái thời gian đó, dùng cái biến nhớ tên là stop để điều khiển. Nhưng mà thôi được, ở cái chỗ này chúng ta luôn điều khiển vẹt bằng chuột được nhé. Chúng ta để ở đây, chúng ta làm như sau. Chúng ta có thể copy cái này sang để điều khiển vẹt. Vẫn để nguyên như này nhé. Đấy, để nguyên nhé. Đây, thì cái lệnh mà nháy chuột để điều khiển, chúng ta phải dùng cái cảm biến là nháy chuột để điều khiển vẹt như sau. Các bạn nhớ lại cái lệnh nhé. Chúng ta dùng cái lệnh cảm biến như thế này. Đây. Nếu mà mouse down, đây. Nếu là một người dùng mà nháy chuột trên màn hình nhé, thì lập tức là gì? Lập tức là gì? Là vẹt sẽ hướng về point towards, lệnh này, tức là hướng về gì? Hướng về mouse pointer và sẽ di chuyển phía đó 10 bước. Đây, chúng ta là dùng lệnh này. Đó. Thì đây là cái lệnh mà chúng ta chạy thử lại nhé. Chúng ta điều khiển như này. Đấy. Đấy. Điều khiển. Được chưa? Điều khiển. Thế thì sẽ cho thay cho nhanh hơn là 0.1 cho nhanh hơn nhé. Đấy. 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 Chúng ta được. Chúng ta điều khiển nhé. Đấy. Chúng ta điều khiển và... Đấy. Rồi. Cái đi cứ phải là đều đây hết. Không phải đi ngồi. Đang dậy tí. Đang dậy. Đấy, đây là đoạn trình mà chúng ta điều khiển vẹt nhé. Đấy, cứ click chuột lần là đấy đây. Đấy.
Vậy là chỗ này là lập trình xong cái đoạn này nhé, lập trình xong cái đoạn này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ như vậy cái phần này là xong. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cái phần rất quan trọng nhất là như sau. Đây, trên màn hình sẽ xuất hiện ngẫu nhiên cái con bướm nhỏ muốn bay qua quay lại màn hình. Chúng ta bắt đầu phức tạp đây, chúng ta bắt đầu làm nhé. Chúng ta làm dần chúng ta cần phải làm dần nhé. Chứ đầu tiên chúng ta làm trình trước đây. Đầu tiên trước cái đoạn là gì? Là khi bắt đầu start chương trình đây, điều khiển bướm thì bướm bắt đầu xuất hiện ngẫu nhiên hoặc từ bên phải hoặc từ bên trái, được chưa? Anh và sẽ bay với vận tốc là ngẫu nhiên, vận tốc này là nó khác nhau cho từng con bướm, như con bướm mạnh khỏe, con bướm yếu mà. Nhưng mà bay con bướm nào bay quá cái nửa thời gian, bay quá cái nửa của cái sân khấu là nó rơi xuống. Đó, chúng ta chú ý cho lập trình như nào cho nó hay. Thì như sau nhé, chúng ta phải lập trình phải tạo ra những cái biến nhớ riêng cho từng con vẹt quan trọng. Rồi chúng ta làm như sau này. Con vẹt đấy nhá. Thì ban đầu chúng ta cho tức là con vẹt là con bướm nhất là ẩn đi, chúng ta cho ẩn đi đã này. Giống như mọi lần nhá. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lập trình này, chúng ta sẽ tạo ra các cái biến nhớ đầu tiên đã nhé. Đầu tiên này. Đầu tiên là các biến nhớ riêng, đầu tiên là biến nhớ ID thì biết rồi, là mô tả để phân biệt cái con bướm mẹ và con bướm con. ID bằng 1 là con bướm con, ID bằng 0 là con bướm mẹ nhé. Rồi đó là một là ID này. Và tất nhiên cái ID này này là nó là phải bằng 0. Đó nhé. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta bây giờ thầy làm như sau nhé, để cho mô tả hay hơn nhé. Rồi, thầy sẽ tạo ra một cái biến nhớ riêng cho cái con này là đặt tên là biến nhớ là V. V để mô tả cái vận tốc riêng của từng con bướm nhỏ một, nó sẽ khác nhau. V nó khác nhau. Rồi, đó là một biến nhớ V. Biến nhớ 2 là cái biến nhớ thứ hai là biến nhớ mô tả cái khoảng cách D. Khoảng cách bướm con bướm nhỏ mỗi bướm nó bay được trên màn hình từ phải sang trái từ trái sang phải. Đó. Thì nếu mà D mà lớn hơn quá nửa chiều dài của mặt phẳng thì nó bị rơi xuống. Đây là cái thời điểm là khoảng cách mà một con bướm sẽ đi được ở trên màn hình. Chúng ta bấm OK. Như vậy là đây là xin lỗi thầy kiểm tra, đây là biến không phải nhầm. Biến này vẫn phải là biến riêng nhé. Biến D này vẫn phải là biến riêng. Đó. D nhé, V và D này. Rồi. Rồi chúng ta chúng ta sẽ thiết lập sao cũng được, cái D và V khi mà sinh clone chúng ta mới sinh cái đó nhé. Bây giờ bắt đầu làm này nhé. Đây, khi mà nhận được thông điệp start đây, thì bắt đầu chỗ này là chỗ làm bắt đầu sinh này đây nhé, bắt đầu sinh cái con bướm đây nhé. Đây. Thì cái này chúng ta nhấn lại, chúng ta nó chỉ đúng cho trường hợp mà ID bằng 0 thôi. Chúng ta dùng lệnh này if ID bằng 0. If ID bằng 0 thì chúng ta mới gán, mới thực hiện. Được chưa? Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu lập trình nhé. Sẽ liên tục sinh ra các clone cho đến khi nào dừng chương trình. À, như vậy chúng ta sẽ phải làm động tác là chúng ta thôi đưa vào luôn một tham số đặt tên là stop nhé. Stop bằng 0 là vẫn đang chơi, stop bằng 1 thì dừng chương trình. Thì cái sân khấu là nơi đếm thời gian và đo cái stop này. Rồi, chúng ta sẽ đặt biến nhớ là stop. Vẫn như bài hôm trước đấy, đúng không nào? Stop. Rồi, thì khi mà đây, ở chỗ này này,
thì con bướm sẽ lúc từ sẽ liên tục chúng ta dùng lệnh là repeat until nhé. Đấy. Until cho đến khi nào stop bằng 1 thì nó không sinh nữa, nó không sinh ra clone nữa nhé. Đấy. Stop bây giờ. Stop bằng 1 thì nó sẽ không sinh nữa, như vậy cho nên là nó liên tục sinh này. Đó. Nhé. Liên tục sinh các cái clone như sau. Rồi, thì ta làm bắt đầu làm nhé. Nó sẽ phải chờ một cái khoảng ngẫu nhiên là từ từ 1 đến 3 giây nó liên tục nó bay ra, ví dụ như vậy. Và nó tạo ra thì như sau này, chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Thì mỗi con như vậy, chúng ta sẽ thiết lập cái ID của nó bằng 1, thông báo rằng đó là gì? Đó là nó là clone. Tham số thứ hai thiết lập là tham số V. V sẽ là một cái giá trị ngẫu nhiên và nó chạy theo con chậm, con chạy nhanh nhé. Ví dụ là ta cho nó chạy từ 3 cho đến 10. Con thì vận tốc 3, con thì vận tốc 10 nhé. Rồi. Còn D ta thiết lập ban đầu có thời gian chạy của nó, chạy cho con cho cái mỗi con vật ban đầu nó là bằng 0. Đây là tính thời gian mà con này nó chạy được. Thì đây là ba cái tham số quan trọng dùng để tạo ra cái con này. Được chưa? Rồi. Và cũng nhận lại cho con này nó sẽ chạy gì, nó sẽ chạy là thôi không biết nó cũng sang bên kia không cần, thôi chúng ta cứ thiết lập như này cho yên tâm, thật là không cần thiết để như này nhé. Đó, được chưa? Rồi, và sau khi mà sinh xong cho mỗi con vật thì chúng ta tạo clone cho nó nhé. Đây, tạo clone, và cứ như vậy là liên tục như vậy nhé. Khi mà kết thúc thì chúng ta đặt lại, thì đã không, khi kết thúc chúng ta set lại cái ID bằng bằng 0. Trả lại. Được chưa? Được chưa? Chỗ này là để sinh nhé. Bởi tôi thầy ở đây. Và bây giờ thầy lập trình cho cái chuyện là nếu mà cái nhân vật, nếu mà cái clone sinh ra thì nó chạy như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lập trình trước cho cái chuyện là con này nó sẽ xuất phát hoặc từ bên phải hoặc từ bên trái, và nó cứ chạy sang cái quá nửa thì nó rơi xuống. Đấy, chúng ta lập trình phần đằng trước nhé. Còn cái phần mà quắp lấy con bướm ta làm sau. Phần đó là phần khó nhất, mà phần đó là nó hơi giống cái bài hôm qua nhé. Rồi, chúng ta lập trình phần này trước nhé. Thế này, khi mà bắt đầu nhé, chúng ta làm như sau. Chúng ta cho con vật này là nó xuất phát hoặc từ bên phải hoặc từ bên trái thì được. Chúng ta sẽ làm đầu tiên cho nó hiện ra. Mình ấn hết rồi đúng không? Chúng ta cho nó hiện ra. Show. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lập trình để cho nó là kiểm soát, sau đó là trên là nó là như nào nhé. Đây. Chúng ta cho lệnh như thế này, if đây là ngẫu nhiên thôi. Cái hàm pick random mà 0 đến 1 thì nó sinh ra ngẫu nhiên, hoặc 0 bằng 1 thì nếu bằng 0 thì gì? Bằng 1 thì như là nếu bằng 0 thì chúng ta cho chạy từ bên trái sang bên phải, còn nếu bằng 1 thì nó chạy từ bên phải sang bên trái, được chưa? Đấy, thì ta làm như thế nhé. Đây là cái lập trình dành cho từng con một nhé, từng con clone một nhé, và nó như vậy nó sẽ làm ngẫu nhiên, được chưa? Rồi chúng ta lập trình nhé. Đầu tiên chúng ta cho thiết lập cái y. Cho nó y chúng ta cũng cho nó là ngẫu nhiên. Đây, y đây. Set y. Đâu rồi? Chúng ta set y nó cũng là ngẫu nhiên nhé. Đây. Y ngẫu nhiên ví dụ là từ từ 80 đến 170 chẳng hạn. Cao thích bên trên nhé. Đây. Đây. Bên trên này. Thầy ơi, em hỏi cái lệnh show thầy, em để bên chỗ tạo clone có được không thầy? Được, cái nào cũng được nhé. Học bên này, học bên kia cũng tùy bạn. Tùy cháu nhé. Em để nó bị sai thầy, mới em không hiểu sao em sai. Thế nào cũng được mà nhé. Ở đây mình đã xét cái sai của nó là vừa rồi nhé. Này nhé. Thì nếu mà bằng 0 thì nó xuất hiện ở bên trái thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, nếu ở bên trái thì chúng ta sẽ mà
Đây, chúng ta sẽ dùng x gì thôi, chúng ta sẽ set x gì. Bên trái chúng ta sẽ set thì chúng ta sẽ set kia point direction là 90 là có để nó chạy sang bên phải này. Và set cái x gì. Đâu? Set cái x gì là bằng đây. Set cái x gì bằng -240 đúng không nào? Còn nếu mà nó bằng 1 ở dưới này thì chúng ta cho nó quanh lại. Đây, chúng ta cho nó quanh lại là -90 để nó sẽ nó chạy sang bên phải. Và set x gì bằng 240 nó chạy từ bên được rồi. Vậy chỗ này là chỗ để thiết lập cái vị trí ban đầu của con bướm clone nhá. Và tới đây thì nó bắt đầu là nó chạy, chúng ta sẽ dùng cái lệnh là bắt đầu cho nó chạy vĩnh viễn đây. Nó luôn là move về phía trước. Về phía trước này. Vì nó có vận tốc của nó. Cho nên chúng ta đặt nhấn lại, chúng ta đặt lại nó luôn move phía trước là v. V là vận tốc, chúng ta nhấn lại là con bướm là nó chạy về phía trước là một khoảng cách là vận tốc là khác nhau mà đúng không? Và sau khi bước một bước thì chúng ta sẽ trên cái d, rồi nhớ lại cái d là cái d là cái khoảng cách mà nó đi được nhé, trên d by v. Đó, chúng ta nó đi được v bước thì trên d by v thì d là cái khoảng cách nó đi được chưa? Đó, chỗ này này nó đi về phía trước mà nhé. Nhưng mà nó xuất từ đây thì nó đi từ bên trái, còn bên này nó sẽ đi từ bên phải sang, đúng không? Đây từ bên trái sang, đây từ bên phải sang, còn đây là từ bên trái sang, vẫn là đi phía trước, là bước phía trước đây trên d đây nhé. Yeah. Như vậy đây là cái khoảng cách mà con bướm nhỏ đi được khi mà bắt đầu đi. Và chúng ta lập trình là chúng ta làm được như sau, đồ mà là như sau. Đồ mạng của chúng ta là gì? Nhưng vì chúng rất nhỏ nên không thể bay qua được màn hình. Tất cả các con bướm khi bay được quá nửa màn hình thì sẽ bị rơi xuống đất. Đó. Cho tao chỉ như này nhá. Là D này, cái chiều dài của cái màn hình của cái em, thậm chí chúng ta có thể là chúng ta cho hay nữa, chúng ta cho nó một cái chúng ta cho con bướm này một cái tham số nữa để mô tả cái hay nữa là như này, thay nữa là làm này còn hay nữa nhá, làm này các bạn thấy là rất là hay này. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái biến nữa để mô tả cái khoảng cách mà con bướm nhỏ đi được là bao nhiêu. Các con bướm nhỏ là nó khác nhau mà, con này mạnh con này yếu. Rồi cho làm hay hơn, chúng ta tạo biến riêng nữa cho con bướm nhá. Chúng ta lập trình cho bướm này, cho con bướm tạo biến riêng nữa nhá. Đặt tên nó là life là đời sống của nó, là cái khoảng cách mà con bướm có thể bay được là bao nhiêu. Life, rồi chúng ta chỉ lại ở đây nhé, chúng ta sẽ set cái life phần này đây, life đúng rồi. Đây nhé, set một vài nó khác nhau mà. Như vậy là set cái line của nó là các con bướm có thể bay được một khoảng thời gian, một khoảng khoảng cách là khoảng là từ 200 đến 350 thì biết là nó không được bằng cả cái, nó phải nhỏ hơn 240 à, nó bằng nó phải nhỏ hơn là 480 nhé. Đó, thời gian là 240 thì được 240 và đến 350. Như vậy là mỗi con bướm chỉ bay được từ này pixel thôi là nó sẽ bị rơi xuống. Đó, đây là đặc thù riêng của từng con bướm một nhá. Thầy kiểm tra lại một chút cái biến này có phải là biến ID đây rồi. Kiểm tra lại một chút nha, cái biến live. Biến riêng, đúng rồi, phải là biến riêng nhá. Rồi, xong đây, chỗ này là thầy kiểm tra chỗ này nhá. Đây là biến live ở đây. Đây là trước khi mà tạo clone này, thiết lập các cái biến nhớ riêng của nó đây. Biến nhớ riêng nhé. Rồi thầy làm tiếp chỗ này nhé. Đây, chỗ này này. Thầy kiểm tra chỗ này luôn nhé. Đây, bây giờ nếu chỗ này này. Nếu đây. À, bướm bay phía trước đây. Và đây là cái khoảng cách mà bướm bay được. Và máy tính sẽ kiểm tra nếu. Được chưa?
Nếu mà D là cái khoảng cách bay được mà lớn hơn life, là lớn hơn cái độ dài mà nó có thể bay được thì nó rơi xuống. Nếu nó bay được một khoảng cách lớn hơn life, nó sẽ bị rơi xuống. Lập tức nó rơi xuống như này nhé, nó sẽ bị rơi xuống như sau, chỗ này này, lập tức như sau đây, chỗ này này, chúng ta sẽ có một cái lệnh là đây, nó dùng cái lệnh gì, dùng cái lệnh là repeat until, đúng không, dùng cái lệnh là repeat until cho bên này đây, nếu như thế nó rơi xuống này, until khi nào, until ví dụ until khi mà đây, khi mà cái e position, khi mà e position nhỏ hơn âm 170 chẳng hạn, xuống nó phía đáy rồi thì ta để cho nó chết. Thì rơi xuống như sau, nó sẽ lệnh rơi xuống lệnh gì? Là cái lệnh là trên y. Đấy. Trên y by chiều 10 nó rơi xuống. Chiều 10. Yeah. Rơi xuống cho đến khi mà cái tội y của nó là chìm xuống dưới thì chúng ta cho nó chết. Chúng ta cho nó là delete. Đấy. Như thế này nhé. Nhắc lại này, nó luôn chạy phía trước là v v pixel và luôn tính cái khoảng cách d này, nếu mà d vượt quá cái life này thì nó sẽ rơi xuống, nó rơi xuống một chỗ này, nó cứ chạy, nó rơi xuống luôn, rơi thẳng xuống, rơi chùm, rơi xuống đây, rơi xuống đây thì chết. Thậm chí có thể là repeat until là gặp đất cũng được, ta có thể bỏ cái này đi cũng được, thậm chí có thể bỏ cái này đi, repeat until dùng hay hơn này, thất trình cao là rơi xuống khi gặp đất thì nó sẽ chết. Đấy. Khi mà nó va chạm với đất thì coi như là chết, nhưng không có dùng cái này, cái này rơi xuống mà khi chạm đất thì coi như là rơi xuống mạnh quá mà kiểu đâm đầu đất, nhưng mà rơi xuống gặp đất thì là chết, gặp chết thì là nó đây đây, đây. Thì để đây nhầm đấy, chuyên y ba chỉ 10 đúng không đó, bây thầy kiểm tra nhé, bây giờ chúng ta có thể lập trình rồi đấy, lập trình ta kiểm tra nhé, đây bắt đầu bấm bấm space để bắt đầu này. Đấy. Xem bướm nó có bay ra không nhá. Đấy. Rơi xuống thấy chưa nào? Rơi xuống, đấy, rơi xuống. Con là chậm, con thì nhanh rơi xuống nhá, đấy. Tốc độ nhanh quá đúng không? Không sao. Con là chậm, con thì nhanh, đấy, nó rơi xuống. Mỗi con nó rơi xuống là khác nhau, con thì rơi xuống nó rơi xuống với tốc độ như nhau, nhưng mà khi nó bay thì nó bay với vận tốc khác nhau, với khoảng cách rơi xuống là nó khác nhau, để cho nó ngẫu nhiên, các bạn có thấy không nào? Đấy, nó chơi chúng ta để vận tốc cho nó ấy, một chút nhé, vận tốc cho nó chậm hơn một chút nhé. Pick đây này, về đâu nhỉ, đây này, 3 đến 10, từ 3 đến 6 thôi, 10 cao quá, có thể là từ 1 đến 6 cho nó chậm lại. Đấy. Đấy, hợp lý chưa đấy, một thấp quá đúng không? Hồi từ 3 đến đây, 3 đến 6 là hợp lý rồi đấy nhé. Đấy, như vậy là biến số thời gian chờ của nó là 3 1 1 đến 3 giây. 0 đến 3 giây. Cho nó nhiều hơn nhé. 0 đến 2 giây. Cho nó ra thật nhiều. Được chưa? Cái chứ mà chúng ta lập trình từ phần đầu của nó nhé. Như vậy các con bướm sẽ chạy sẽ rất là ngẫu nhiên từ bên phải bên trái, thế không nào, rất là khá nhiều đấy. Nhưng mà chúng ta lập trình xong cái phần đầu của bài toán nhá. Đây phần đầu là phần này. Đây, con bướm bay ra ngẫu nhiên từ bên phải bên trái nhá. Con bướm sẽ khi bay qua được quá nửa màn hình thì sẽ bị rơi xuống, đúng rồi, và chết, biến mất khỏi màn hình. Vẹt rất thương và vẹt chúng ta sẽ điều khiển vẹt đây. Chúng ta điều khiển vẹt để lao đến con này và bấm bấm đến con này. Và khi mà chúng ta bám vào thì nó sẽ phải rơi rơi xuống, được chưa? Thì nó sẽ phải, con vẹt sẽ phải từ từ rơi xuống. Nhưng vấn đề là mỗi lần vẹt chỉ có thể bám được một con thôi. Và giống như hôm trước chúng ta phải làm rất là nhiều công việc nhé. Rồi. Muốn vậy chúng ta phải làm như sau nhỉ? Chúng ta làm như này nhé. À, chúng ta phải làm các cái tham số như là trạng thái của con vẹt là nên là đang dỗi hay là đang đang ôm một con bướm. Khi đang 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 cầm con bướm thì không bọc con bướm khác là không là không là không được. Còn con bướm cũng phải có một cái thông tham số chỉ là con bướm đó là đang là dỗi hay đang bị bám vào con vẹt.
khi con vẹt mà là đang dỗi bám mà con bướm đang dỗi bám vẹt thì nó dính vào, còn con bướm mà đang không dỗi thì không thể bám con vẹt thì cũng không được. Như vậy là con bướm phải có trạng thái là cả bướm và cả gì và cả vẹt nữa nhá. Rồi chúng ta sẽ làm này, chúng ta nhớ lại nhé. Đấy, chúng ta nhớ lại các cái hôm trước. Rồi bây giờ chúng ta lập trình cho vẹt trước đây. Đây là vẹt đây nhá. Rồi vẹt đây, chúng ta sẽ tạo một cái biến nhớ cho vẹt. À không, để ta lập trình cho cái phần lập trình cho cái phần stop đó nhá. Chúng ta quay lại đây. Đấy, quay đây này nhé. Chúng ta tạo một biến nhớ là biến thời gian, biến gọi là biến time mà để mà đếm thời gian nhé. Rồi thì ban đầu khi mà để start nhé, chúng ta thiết lập cái biến nhớ khi đầu tiên là đặt cái stop bằng 0, đặt stop bằng 0 đúng không nào, và đặt cái timer, cái biến thời gian là 0, được chưa? Đấy. Và ở đây chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ lặp liên tục. Đây, chúng ta sẽ lặp dùng lệnh này, repeat until. Until khi nào? Until khi mà cái thời gian lớn hơn 120 thì ta dừng lại. Đây. Sau 120 phút. Như vậy chúng ta sẽ làm khi làm cái biến timer này nó lớn hơn 120 thì ta dừng lại. Cũng là 120 phút nhé. Và đây đồng hồ đây. Đồng hồ là như sau, đồng hồ là cứ sau mỗi 1 giây thì biến đồng hồ biến time nó tăng lên 1 trên time by 1. Đấy. Đây chính là đồng hồ đây nhé. Và khi mà hết cái thời gian thì chúng ta sẽ thiết lập cái stop bằng 1. Đấy. Thì dừng chương trình, được chưa? Như vậy là cái biến stop và biến time mà sẽ được sân khấu là nơi mà điều khiển, được chưa? Bạn hiểu chưa nào? Rồi tôi cho quay sang đây nhé, chỗ con này này. Thì con vẹt là nhỉ, con vẹt này như sau này, nó có một cái biến nhớ đặt tên là status. Nhớ lại bộ hôm trước nhé, cái này giống bộ hôm trước đấy. Thì status là như sau, là nó bằng 0 khi mà con vẹt là đang dỗi, không bấm, không bắt con nào cả. Để status bằng 0 là ban đầu là như này nhé, thế là ban đầu là bằng 0 đấy. Và và khi mà con bướm mà va phải con bướm mà va phải con vẹt thì bướm sẽ kiểm tra, nếu mà con bướm nó cũng đang dỗi và con vẹt cũng đang dỗi thì nó dính vào. À, khi nó dính vào thì nó gửi một thông điệp cho con vẹt, và vẹt nó sẽ, khi vẹt nhận thông điệp đó, vẹt nó sẽ rơi xuống, nó sẽ ôm con bướm và nó sẽ hạ cánh xuống đất thì nó thả ra, được chưa? Đó, chúng ta làm như hôm trước nhé, chúng ta làm giống như hôm trước. Chúng ta lập trình cho con này bướm. Bây giờ bướm chúng ta sẽ tạo một cái biến nhớ riêng, cũng như biến nhớ riêng là nó mô tả trạng thái là nó đang được dính không. Thầy đọc dùng từ sketch nhá, không phải scratch, mà cái từ sketch anh là bắt nhá. Thầy là dùng từ anh là sketch up nhá. Sketch up là như sau, là con mà là biến riêng nhá, là biến riêng của bướm. Là mô tả là con bướm đó là được tự do hay là đang bị con vẹt cướp bắt lấy nhá. Đang bị con vẹt dùng đầu tiên chúng ta đặt là sketch up bằng 0. Đây. Để đấy, không để ngay ở đầu cơ. Để ở đầu cho nó thoải mái chứ phải đấy. Để đây nhá, đây. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ lập trình nhá. Đây. Chúng ta sẽ lập trình cho con vẹt. À, cho con bướm. Trình lại thì một cái khác tương đương nhá. Đây này. Đấy. Tương đương nhá. Trong suốt quá trình chơi nhá. À, khi mà vẫn như vậy thì bắt đầu chơi này, à, được chưa? Khi hết thời gian thì như thế nào? Chúng ta lập trình sau chuyện đó, nhưng mà nếu mà
Và phải, được chưa? Đây chúng ta cứ làm như này nhé. Chúng ta dùng này trong trong hết giờ thì không ấy nữa. Chúng ta dùng cái lệnh là gì? Là đây. Repeat until nhé. Đây. Repeat until stop bằng 1 thì ta dừng lại. Nói chung là khi mà hết thời gian chơi thì ta không làm gì nữa. Stop bằng 1 thì dừng lại. Còn trong quá trình mà stop bằng 0 chúng ta vẫn vẫn chơi nhé. Đây này, ở đây này. Như vậy nhé. Còn cứ lúc nào mà con bướm, để ta lập trình con bướm mà va chạm phải vẹt thì chúng ta là gì hôm trước này. If nhé. If mà touching. Đây. If mà touching con vẹt. Parrot đây nha. Đấy nhé. Thì là như sao? Thì chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Đây, kiểm tra đây sẽ phải kiểm tra là nếu nếu một lần nữa nhé. Nếu này. Nếu đây này. Nếu đồng thời chúng ta nó phải có hai cái giá trị nhé. And nhé. Đồng thời. Nếu mà đồng thời cái biến status của con vẹt bằng 0, nghĩa là con vẹt đang không ôm con nào, không ôm con bướm nào cả. Đồng thời cái con bản thân con bướm nó cũng phải là không nằm, cũng không cũng là chưa bị con nào bắt cả, thì đây. Nếu như này thì chúng ta sẽ thiết lập ngay cái status bằng 1 để thông báo rằng là con vẹt đã bận rồi, đã không thể, và đặt luôn cái SketchUp bằng 1 luôn. Được chưa? Đó. Đấy. Cái đoạn này này, đoạn này rất quan trọng, này nó sẽ nằm ở đây này. Đó, nếu mà kiểm tra nhé, nếu mà đó. Và nó sẽ ở đây này, nó sẽ gửi thông điệp đến cho con vẹt là vẹt hãy là gửi thông điệp nhé, chỗ này gửi thông điệp rồi nó chờ chỗ này này, và tiếp theo là nó chờ cho đến khi mà status mà thả ra thì thôi. Thầy sẽ làm sau nhé, thầy để như này nhé. Đây chỗ này này, nó sẽ gửi một thông điệp, đây nó sẽ gửi một thông điệp khác. Broadcast gửi một thông điệp là gì? Là dùng tiếng Việt thì tiếng Anh nhỉ? Sketch nhé, tiếng Việt nhé, tiếng Anh nhé. Sketch, sketch on đấy, là bắt được rồi. Đấy, gửi thông điệp nhé. Nó gửi thông điệp cho con vẹt để vẹt hạ xuống, và ở đây nó sẽ chờ. Nó sẽ chờ. Đây dùng lệnh gì? Dùng lệnh wait đúng không? Đây, lệnh wait. Wait until. Tiếp theo nó sẽ chờ. Chờ cho đến khi mà status bằng 0 thì nó trả lại. Đây, chờ cho đến khi cái này này. Đấy. Thì ta được hiển tiếp nhé. Khi mà nó chờ tới đây rồi. Chờ tới đây rồi thì lúc con bướm nó sẽ cho phép là nó bỏ đi bỏ lại ở trên cây này. Hoặc có hai phương án, hoặc là chúng ta cho nó bỏ đi bỏ lại, hoặc là chúng ta cho con clone nó chết đi và chúng ta hiện thành thành một cái gì, hiện thành một cái hiện thành một cái gì, hiện thành một cái stem ở đó. Nó sẽ phải go to, lúc giờ chỗ này nó phải go to về phía cái vị trí này. Được, nhưng mà nó có những chỗ nào thoát rồi nhé, để thầy làm lại chỗ này. Thì kiểm tra xem cái biến này là bao nhiêu. Để đợi thầy một chút. Đặt cái biến cái y này ở đây. Y không. Dừng lại một chút để kiểm tra. Đợi thêm về chỗ này. Không có chức năng hiện nhỉ. Thì đợi thêm thầy muốn hiện thì thầy kiểm tra lại một chút. Xong không chỗ nó làm bao nhiêu này. So. Đây nhé. Vị trí chỗ này là như nào? Vị trí chỗ này là âm 124. Âm 124 thầy tạo ra một cái biến nhớ có tên là âm 124. Có một câu thầy biến nhớ tôi tên là y0 để mô tả cái mặt bằng đất nhé. Mặt bằng đất. Mà con vẹt đây này, con vẹt đâu? Con vẹt ở đây. Thầy set cái y0.
Y0. Y0 là bị biến chung rồi. Y0 là âm 124, âm 124. Là chỉ cái mặt đất đấy. Mặt đất nhé. Rồi, thì ở chỗ này này. Đây này. Chỗ nào đâu nhỉ? Đây đây chỗ này. Đúng không? Chỗ này này. Khi mà nó ra khỏi này, Wayne thì sau khi mà đây là khi mà con vẹt đã thả con bướm ra rồi, con vẹt dưới đất thả ra thì chúng ta sẽ cho mật con cho con này nằm trên mặt đất. Chúng ta dùng lệnh là set y. Đây, set y bằng y0 cho nó nằm trên mặt đất. Đấy. Chỗ này mà nếu còn thiết nữa chúng ta cho nó bỏ ngang thì ta làm sau nhé. Như vậy tới đây là dừng lại ở đây nhé. Nhưng mà từ từ thế nào, chỗ này là ta phải chú ý nhé. Chỗ này dán đây này. Nếu cái này như vậy là chỗ này nó có thể nó vẫn chuyển động nếu mà gặp đi. Nó vẫn múc ở đây đúng không nào? Ở đây không được, chúng ta phải cho cái này vào đây. Không được. Chỗ này đành chịu thôi, chỗ này forever chỗ này. Rồi, thầy thầy kéo cái này ra nhé. Thầy không để đây được nữa. Thầy phải để vào đây đi mới đúng này. Đấy, này này thầy để vào đây mới đúng. Nó phải nằm trong cái forever, nó nằm trong cái vòng lặp này. Đấy, thì nó mới đúng. Nó để ra ngoài kia thì cái một lần nó vẫn chuyển động mà vẹt con này nó vẫn chuyển động theo chiều ngang là không được. Mình phải để ở đây mới đúng nhá. Đây. Vẫn là trong vòng lặp mà forever này này nhé. Nếu ở đây thì nó sẽ đi bằng 0. Sẽ đi bằng 0 tôi thể làm sao nhé. Và chỗ này thầy sẽ phải đóng lúc giờ thầy phải đóng lại cái này đi, thầy phải dùng cái lệnh này. Thầy cho cái thông ra chạy nữa thầy dùng lệnh này. Thầy dùng cái lệnh là stop stop this script để cho cái thằng này nó không chủ động chút nào để cho cái thằng này nó dừng lại, thằng này nó dừng lại để mà nó để cho nó không chuyển động nữa. Lệnh này nó không chuyển động cái này, lệnh này này lệnh move về này. Đấy. Thầy đợi cho thầy lần thầy kiểm tra sau nhé. Rồi thế bây giờ thầy quay sang lập trình cho con này. Thì lập trình cho con vẹt khi mà bướm đây đây chữ tiếp này, cái này không cần nữa này, thì để lại cái này sẽ dùng sau. Cái này sẽ dùng thay cho chỗ này, thay cho chỗ Thế này. thì cho cháu xem cái miệng bên to bên ở với thay cái miệng xanh này thay. Cái gì cơ, Cho cháu xem mức trên như thay. con gì, xem cái gì? Đây đây đây, thế thì cùng làm xong cho bạn tham sao hồ nhé. Ở đây này, cái này khi nó gửi cái thông điệp là sketch on, tức là thông báo cho vẹt là đã à chưa xong, chứ không đúng. Chỗ này thì làm sai nhá. Gửi thông điệp sketch on thì không phải là wait, chỗ này thì nhầm. Mà chỗ này là phải repeat until, xin lỗi xin lỗi. Xin lỗi. Đây này. Không phải wait nhá. Mà phải cái này này. Nhìn thì nhầm quá lớn đây. Gửi thông điệp là sketch on số là repeat until lệnh này lệnh gì? Khi mà nó sẽ phải bám vào con vẹt. Đây là mèo chưa có lệnh bám vào con vẹt. Dùng lệnh là go to. Chỗ này chị đã sai nhé, chỗ này này. Đấy. Bám vào con vẹt. Đây này, khi nó gửi thông điệp khi này nhé này, nếu mà nó gặp nếu chạm vào vẹt, nếu mà status bằng không tức là vẹt đang dỗi và bản thân nó cũng đang dỗi thì thiết lập luôn startup bằng một và status bằng một và để cho vẹt không bám vào con khác nữa, và nó gửi thông điệp là sketch on để mà vẹt sẽ phải lập tức là phải gì và vẹt sẽ phải đưa con bướm xuống đất, đồng thời nó bám vào con đây bám vào con vẹt cho đến khi mà status bằng không, khi mà con vẹt thả ra, khi thả ra thì nó chạy set y bằng không và nó xóa cái này đi, xóa cái script này đi để cho không cho con này nó đi một chỗ, nó không di chuyển theo chiều ngang nữa nhé.
Rồi. Cái này hơi hơi khó một chút. Bây giờ chúng ta lập trình lại cho vẹt này. Đấy. Cho vẹt nhá. Khi mà vẫn đây nhưng mà khi mà đây. Khi mà nhận được thông điệp là sketch on đây này thì vẹt làm cái gì? Đấy. Vẹt lập tức là đi xuống mặt đất. Được chưa? Đây. Vẹt sẽ làm như sau. Vẹt sẽ lập tức là như sau. Vẹt sẽ lập tức là repeat until. Liên tục như vậy. Đây. Repeat until. Nhé. Until cái gì? Until là khi va chạm với đất. Mèo sẽ là như sau. Mèo sẽ repeat until khi mà con mèo sẽ lỡ con vẹt chứ. Vẹt nó sẽ bay, nó sẽ đi xuống đất. Mèo sẽ dùng cái lệnh gì? Cái lệnh là train e by 10. Train e by trừ 5. Hạ xuống nhá. Hạ xuống cho đến khi mà va chạm phải ấy đi thôi thì nhả ra. Đây là nhả ra này. Nhả ra dùng lệnh gì? Nhả ra dùng cái lệnh là gì? Dùng cái lệnh là gì? Là dùng cái lệnh là set status bằng 0 để trả lại. Set status bằng 0. Đó. Cho đây này là vẹt là khi mà con bướm gửi một thông điệp cho vẹt là bắt đầu rồi đó thì vẹt bắt đầu lập tức là đi từ 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 bay xuống, từ bay xuống gặp trên đất thì vẹt lại thả ra phải lại đi tiếp. Thả ra bằng cách là gì? Là set status bằng 0. Nhé. Đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ khi tới đây rồi thì chúng ta sẽ tăng cái thời gian. Cái thời gian của chúng ta là cái thời gian là con chim con này. Đấy. Con chim con bắt đầu bằng 0, chúng ta sẽ trên con chim con bay 1, lúc giờ ta đánh công cho người cho con vẹt đúng không nào? Trên chim con bay 1. Đây, trên chim con bay 1. Được chưa? Như vậy nó hồ sẽ mà con vẹt sẽ đứng ở đây và con bướm đứng ở đây và cái đèn nó sẽ tăng lên nhé. Chúng ta thử kiểm tra, chạy thử như sao được không nhá. Chúng ta chạy thử này. Chúng ta kiểm tra xem nó đúng như nào. Nào kiểm tra này. Đấy, nó đang ôm con rồi đấy. Đấy, nó thả ra nhé. Bạn ta làm. Đấy. Đấy không nào. Đấy. 4 con rồi đấy. 5 con. 6 con. 7 con. Thế cho cháu xem của con rồi đấy. Thôi được kiểm tra thì kiểm tra xem nó làm đúng hay là sai đã nhá. Đấy, mỗi lần chỉ bắt được một con thôi. Đấy. Nó sẽ rơi xuống, nó tự động rơi xuống. Bắt được con là tự động nó sẽ thả xuống nhá. Đấy. Được chưa? À, bướm là ta cho chưa cho bướm mà. Chúng ta chưa cho con bướm nó bay đúng không? Đây này, lệnh này này. Đâu con bướm đâu rồi? Bướm bay đâu? Lệnh mút D đâu rồi? Đây mút D này. Chúng ta cho thêm lệnh cho nó bay một tí. Bướm không bay nó xấu quá. Cho nó là next costume. Nó sẽ bay nha. Ra lại này. Đấy, bây giờ nó bay rồi đấy. Đây cho con bây giờ xem con xem phần nào nào, xem phần nào, xem phần backdrop ạ. Backdrop đây rất đơn giản như này thôi nha. Bây giờ thầy ghi lại thành hôm nay là cái bài cái lesson 12, cái bài này rất quan trọng. Thay cho cháu xem biển của con bướm với đây. Ừ rồi, vẹt tốt bụng nhá. Thầy ghi đợi sau nhá, thầy ghi vào thầy sẽ sau. Vẹt. Rồi, bây giờ ghi xem con gì, xem con gì ở con. Ai xem con gì? Dạ, con bướm đây. Con bướm đây. Con bướm rất là dài nhá. Đây. Góc đây. Đây là lệnh
đây là cái chương trình để mà tạo tạo clone, còn đây là chương trình cho nó chạy nhé. Chứ không có dưới black cái backdrop gì thấy. Backdrop đây. Thầy quên mất chưa cho cái lệnh là chưa cho cái lệnh là set cái con chim con bằng không, chưa có, thầy để ở đây nhé. Thầy để ban đầu ở đây. Là thầy thiết thật làm cái lệnh là set cái chim con bằng không đó. Ở đây nhé. Đó. Đâu xem mình sẽ bắt gì? Backdrop à? Đây. Bắt đầu. Bắt được một con, bắt rất là dễ vì rất nhiều vẹt. Đấy. Sống đến là bắt được ngay mà. Đấy. Nó tự nó rơi xuống. Nhìn 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 rõ chưa? Đây chính là cái bài thi vòng sơ khảo năm ngoái đấy, ở miền Nam đấy, mà cũng rất ít bạn, rất không có ai làm được trọn vẹn. Các bạn phần lớn các bạn chỉ làm được khoảng người cao nhất là chỉ được 7% số điểm. Người thì quên cái này, người thì quên cái khác, người thì khá là mỗi người các bạn đều làm thì thiếu một gì đó, không được hoàn chỉnh theo đúng kịch bản. Thì cái đây là thầy cho lại các con xem cái bài này là thầy làm mình là theo đúng kịch bản luôn, chính xác luôn mà ngần mà nhé. Để con xem để mà học tập sau này mà làm, khi mà làm các bài hoàn chỉnh như này con phải chú ý. Chúng ta cần thiết kế chương trình, thiết kế chương trình thật là hoàn chỉnh. Khi mà chúng ta có cái đầy đủ cái bản thiết kế trong đầu rồi, chúng ta lập trình từng bước một, lập trình dần dần, lập trình từ từ. Chúng ta thiết lập công nghệ, thiết lập nhân vật, rồi định hướng trước cách làm, và chúng ta cứ thế chúng ta làm. Nó không khó một tí nào cả. Đây là phần con bướm đây. Như vậy chúng ta dùng khá nhiều các biến nhớ riêng cho con bướm nhé, mà cũng khá là nhiều, nhưng mà cần phải như vậy. Đứng im là tự động một con tự động vẹt nó sẽ lao đến đây. Cái bài phần này thì có một điều là nhớ cái phần mà ta làm đây thì các bạn thấy là khi chỉ cần là con bướm nó va phải con vẹt thôi là bắt được rồi, thì nó không chính xác lắm, nó không đòi hỏi chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó khó hơn này, tức là vẹt phải bay đến sát con bướm thì con bướm nó dính vào thì nó mới hay. Chúng ta sửa một chút cái chỗ này thì nó hay hơn nữa. Ở chỗ này này là chỗ này không phải là chỉ có va phải chỗ này này không phải là chỉ có va phải vẹt thì nó dễ quá. Bây giờ làm sao cho nó khó hơn. Con bướm đây nhá, con vẹt này, chân con vẹt này nó phải sát vào cái này này. Đấy, con vẹt chân là tâm nhá. Như vậy chúng ta thay cái chỗ thắt chinh này này bằng cái khác thì cho nó khó rất nhiều. Thay cái này này. Thay cái này bằng định chỗ khác là khác. Thay này bằng cái này. Thay cái này bằng cái lệnh như sau, bằng kia chúng ta dùng cái cảm biến là khoảng cách. Đó, cái khoảng cách đến con vẹt, mà các bạn dùng khoảng cách đến con vẹt là khoảng cách từ con bướm đến chân con vẹt. Chân là tâm thôi, ta biết chân là tâm. Khoảng cách này thì ta làm như sau. Chúng ta dùng cái này thì nó xó rất là nhiều lần, hay hơn rất nhiều lần này. Chúng ta dùng cái lệnh là cái điều kiện là nhỏ hơn. Nếu mà không phải thắt chinh, mà nếu là khoảng cách đến vẹt còn nhỏ hơn 30, đó, như vậy rất là bé, rất là gần. Đây, ta thay cái này vào đây đó. Đó. Nhưng mà chúng ta phải điều khiển vẹt sao cho là nó phải gần đến con bướm này thì nó bắt con bướm. Đấy. Không dùng, nó dùng mình cắt chinh được thôi, nhưng mà nó dễ quá. Cái vẹt to vào nó vướng vào cái cánh là ra đặt này nó khó này. Là nếu mà khoảng cách từ con bướm đến tâm của con vẹt mà nhỏ hơn 30, tức là khoảng cách từ con bướm đến chân con vẹt hơn 30
Tôi hỏi rất nhiều lần. Ê, giờ bắt rồi. Nói cho mày nghe đi. Tọn mày bắt đầu này. Nha. Tọn mày chứ. Đây, một con này. Là lộn. Tất cả chúng ta đều biết khi mình nói những điều thành công của hai đứa cho mày này tâm cái mặt sức mạnh lờ luôn mày biết à lớp mới không? 4 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con, 10 con 11 con, thấy không? Nó khó rất nhiều lần đúng không nào? Đấy các bạn chú ý nhá. Và chúng ta có thể thêm một lần nữa là hay nữa thì khi mà kết thúc chương trình thì ta cho nó một tiếng kêu. Là tiếng kêu là cho nó biết là đã hết rồi chứ không không có thông báo gì cả thì không hay. Chúng ta vào ở đây. Khi mà hết chương trình, chúng ta nó cho một tiếng kêu đi. Chúng ta dùng âm thanh dùng lệnh pop cũng được, dùng lệnh gì nhỉ? Chúng ta dùng lệnh tìm âm thanh khác đi. Đây. Effect loop space voice voice. Tìm âm thanh cho nó kết thúc đi nào. Effect. Đúng rồi nhé. Cái này kết thúc nhá. Ok, alert nhá. Bây giờ chúng ta vào backdrop này. Khi mà kết thúc thì chúng ta cho nó tiếng kêu. Thông báo là đã hết giờ. Như vậy cho nó hay nhé. Đấy, các bạn nhé. Các bạn nào cần xem chỗ nào để thầy cho xem nào. Thầy ghi lại cho nên yên tâm. Ôi giời. Thầy ghi lại đấy. Vẹt. Tốt bụng. Nhưng mà đây là backdrop này. Đây là vẹt này. Vẹt là nó có 4 cái này. Nhá, 4 cái này. Còn đây là bướm thì nó phức tạp hơn. Ui. Nó có 3 cái. Ở chỗ này có thể là không phải thay cái folder này không phải là mà là chỉ thay gì thay là như thế này thay cái này bằng cái là repeat until đó. Repeat until stop bằng 1 thì nó chính xác hơn, nhưng mà khi mà hay dừng chơi thì không bắt được đấy thì không cho vẹt bắt bướm nữa. Đây. Đó. Ở chỗ này là stop bằng 1. Đấy. Nhé. Đây này. Đây. Đấy. Và ở đây là ra ngoài này nhé. S a clone đúng không? Ra ngoài cùng này. Chúng ta khi mà kết thúc chương trình. Vâng, không sao. Để như đây. Đúng rồi đấy. Ghi lại đi. Ghi lại nữa cho nó yên tâm nhé. Về tốt bụng. Nào chúng ta chạy thử nào. Đây. Chạy thử một lần nhé. Bắt được một chú. Bắt được 2 con. Bắt nó không dễ đâu vì nó phải bây giờ khó bắt hơn trước rồi. Chúng ta phải điều khiển cho nó bay sát vào con vẹt thì con bướm nó mới bắt được. Mà sai thì nó không không bắt được.
7 mới được có 7 con thôi. Đấy. Mười hai con, 13 con, 14 con, 15, 16, 17, 18, 19 con, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 con. Ba hai, chúng ta có thể điều khiển cho con lần sau ta cho con vẹt con bướm nó bé hơn một tí nữa thì nó hay hơn nữa. Đấy, hết nhá, hết rồi thì không bay ra nữa mà vẹt vẫn ta vẫn điều khiển được vẹt, nhưng mà vẹt không làm gì được cả, hết bướm rồi, hết bướm để nó bắt rồi đó nhá. Thế này cũng là con bướm ở dưới này đó. Như vậy thầy vừa mới làm xong cho các bạn toàn vẹn một cái bài tập hoàn chỉnh nhé. Đây chính là cái đề thi năm ngoái, đây đề thi vòng sơ khảo năm ngoái. Để thầy thêm một chút, thầy để cho nó bé đi một chút. Con này là thầy để con này là 40, thầy để bây giờ để nó 30, nó còn nhỏ nữa, 30 đi, 30 nó còn bé nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Tức chúng ta luôn phải chú ý đến cái điều kiện là cái cho chương trình nó phải là đẹp mình mới thật đấy nhé, chứ không phải chỉ đúng mà đúng phải đẹp nữa. Đẹp là một cái tiêu chuẩn rất là quan trọng. Nhiều bạn là để con vẹt cứ to tướng thì nó xấu, con vẹt nó phải vừa phải vừa bé nên là hợp lý này, chứ vẹt mà nó lại to tướng thì xấu, một con bướm to quá cũng xấu. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn có ai hỏi gì không thì thầy sẽ trả lời, vì hôm nay là cái buổi cùng rồi thì chúng ta vẫn giữ nhóm này nhé. Các bạn vẫn có thể làm lại cái bài tập các buổi hôm trước ấy, thì các bạn đưa lên thì thầy sẽ trả lời cho các bạn nhé. Hoặc nếu mà rỗi thì thầy cho các bạn thêm cái bài tập khác ở trong cái nhóm này. Chúng ta vẫn giữ nguyên cái nhóm này nhé. Thầy ghi lại lần nữa cho yên tâm. Bạn nào mà hỏi gì không nào? Hỏi gì không thì thầy giải đáp nào. Thầy ơi, con làm giống như thầy dạy ra, con vẫn không gấp được. Không gấp được kìa. Vâng. Con được kiểm tra xem là các cái biến nhớ của con bướm có phải là biến nhớ riêng không? Thế này, toàn bộ như là biến ID này, biến V này, biến D này, biến Life, biến SketchUp này, đều là phải là biến nhớ biến riêng hết của con vẹt. Nếu các bạn chỉ nhầm sang biến nhớ chung là không được. Đó. Thế đây đâu mà cháu Lam à, cho đến cho con bướm mà hằng đã bắt được và bắt được con bướm xuống thế. Ừ. Làm được chưa? Dạ rồi thôi, nhưng mà cứ bị vẹt cho đến con bướm là cứ bắt xuống rồi cho đến nơi luôn rồi. Thế à? Vì sao thế nhỉ? Thực ra lại cái tọa độ đi. Thì để thế này là âm 125 nó sẽ xuống sâu hơn mặt đất, hợp lý hơn nhá. Chúng ta luôn phải điều chỉnh cho nó hợp lý cái
Kiểm tra lại xem nào. Xem các bạn làm nó sai chỗ nào nào, soi của thầy nào. Chỗ này em vẫn khuyên là chỗ này là chỗ mà điều khiển khi mà chỉ khi mà stop bằng không thì nó mới sinh ra clone, stop bằng 1 thì thôi, có lẽ cũng vậy. Chỉ khi stop bằng không thì nó mới chuyển động, thì con vẹt mới chuyển động, con bướm ấy, có khi bằng 1 thì nó không chuyển động nữa, thì dừng lại hết. Khi mà stop bằng 1 thì dừng lại hết, như vậy là hợp lý nhé. Đây làm như này thì mới được điểm tối đa này. Còn bạn nào làm thiếu này, thiếu cái kia hay là chương trình nó chưa hoàn chỉnh, chạy nó không chính xác thì nó sẽ không được điểm tối đa. Rất nhiều bạn khi làm xong rồi ra ngoài khoe bố mẹ là con làm đúng hết rồi, con làm đúng rồi, con làm khoe với thầy giáo. Nhưng mà khi mà cái người mà chấm bài họ sẽ kiểm tra xem là con làm có đúng với con làm đúng với cái bản không. Chỉ cần sai một ý thôi là cũng bị trừ điểm. Đó. Vì những người chấm họ sẽ làm rất kỹ, họ sẽ kiểm tra rất kỹ từng cái động tác một theo đúng cái bản đây. Đấy. Họ sẽ xem đúng như này và họ sẽ làm đúng như này, kiểm tra xem từng ý một như này xem nó được chưa. Nhưng mà tất cả cái ý này đều hoàn chỉnh thì được điểm tối đa. Còn nếu một cái phần nào đó của cái bản mà các con làm không đúng cái bản thì sẽ bị trừ điểm. Được chưa? Đây là cách mà con tập luyện để mà có thể làm những chương trình, một cái trò chơi, một cái phần mềm hoàn chỉnh theo đúng kịch bản. Còn mạnh hơn nữa là con phải tự nghĩ ra kịch bản, tự sáng lập ra kịch bản, tự làm ra trò chơi và sẽ tự lập trình theo kịch bản của mình. Còn trước mắt thì chúng ta học cách là chúng ta lập trình theo kịch bản của người khác. Đấy, ví dụ đây là kịch bản của thầy nhé. Bây giờ bạn nào về nhà các bạn cứ làm mà cứ đưa lên nhóm nhá, là thầy sẽ kiểm tra hộ các bạn nào mà làm nó chưa xong cứ đưa lên này, thầy sẽ cho nhận xét. Em cũng cho các bạn có thể hỏi là sao con làm sao không được, không vì sao nó không đúng, thì thầy sẽ kiểm tra xem là vì sao nó lại không hoàn chỉnh, vì sao nó lại chưa đúng, là sai ở chỗ nào, thiếu ở chỗ nào nhé. Đây là bướm, còn đây là vẹt đây. Vậy thôi, hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé các bạn nhé. Ai có hai có ấy không? Ai có hỏi gì không để thầy Dương này? Xin chào thầy ạ. Xin chào các bạn nhé, chúng ta nghỉ sớm nhé. Vâng ạ. Con chào thầy. Chào. Con chào thầy ạ. Chào các bạn. Con chào thầy. Chào các bạn.